Chúng ta sang ví dụ số 3. Trong không gian OXYZ cho tam giác ABC. Biết này, điểm A 2 âm 2 âm 3, điểm B 2 0 âm 1, G có tọa độ 4/3 trừ 2/3 trừ 7/3 là trọng tâm tam giác. Một, tính số đo góc C. Hai, tính chu vi và diện tích tam giác. Bảy, tính độ dài đường cao hạ từ đỉnh A. Ba, tính bán kính đường tròn nội ngoại tiếp tam giác. Bốn, tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Năm, tìm tọa độ chân đường phân giác trong và ngoài của góc A. Sáu, tìm tọa độ trực tâm tam giác. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải cái ví dụ này. Ý thứ nhất, bây giờ người ta yêu cầu là tính số đo của góc C. Thầy có thể mô phỏng cái hình như thế này. Thế là để tính số đo của góc C và để giải quyết được các cái ý phía sau thì bắt buộc chúng ta phải xác định tọa độ điểm C. Thế thì việc xác định tọa độ điểm C như thế nào nhé? Việc xác định tọa độ điểm C chỉ cần sử dụng công thức trọng tâm là ta sẽ xác định được tọa độ điểm C. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta như sau. Bây giờ thầy gọi tọa độ điểm C là X, Y, Z. Gọi C X, Y, Z
ta sẽ đi tìm x, y, z. Thế thì các em lưu ý là người ta cho trọng tâm G nhé. Trọng tâm G của tam giác là 4/3, -2/3, rồi -7/3. Thế thì bây giờ ta bám vào công thức trọng tâm, ta sẽ xác định được x, y, z. Thế thì ta có này. Theo công thức tọa độ trọng tâm của tam giác thì ta có này: hoành độ điểm A cộng hoành độ điểm B cộng hoành độ điểm C chia 3 thì ra hoành độ điểm G. Tức là hoành độ A này cộng hoành độ B này cộng hoành độ C chia 3 thì bằng hoành độ G, tức là bằng 4/3. Tương tự, tung độ A cộng tung độ B cộng tung độ C chia 3 bằng tung độ G. Còn cao độ A cộng cao độ B cộng cao độ C chia 3 bằng cao độ G. Đấy. Thế thì giải hệ phương trình này dễ có x của chúng ta bằng, ở đây x sẽ bằng 0, y bằng 0 và z của chúng ta bằng -3. Ra x, y, z thay vào đây, suy ra điểm C có tọa độ 0, 0, -3. Như vậy ta đã giải quyết xong tọa độ điểm C. Như vậy C lúc này là 0, 0, -3 nhá. 0, 0, -3. Thế bây giờ để tính được số đo góc C, tôi sẽ sử dụng công thức cos góc C mà các em đã được ghi. Bây giờ ý thứ hai, cos góc C. Cos góc C chẳng qua là góc giữa hai vectơ chung góc C, đó là CA và CB. Cos của góc giữa hai vectơ CA, CB. Và theo công thức thì nó bằng vectơ CA nhân vectơ CB chia cho độ dài vectơ CA nhân độ dài vectơ CB. Vectơ CA ngọn trừ gốc A trừ C, như vậy là 2 - 2 = 0, nhân với CB, CB là B trừ C, 2 - 2. Độ dài vector A tức là độ dài vector 2 - 2 = 0, nhân độ dài vector B là 2 - 2. Nhân vô hướng 2 hoành độ nhân nhau cộng 2 tung độ nhân nhau cộng 2 cao độ nhân với nhau chia độ dài vector căn bậc 2 tổng các bình phương tọa độ 2 bình cộng -2 bình cộng 0 bình nhân với căn bậc 2. Độ dài vector này là 2 bình cộng 0 bình cộng 2 bình. Và kết quả trên tử bằng 4, dưới mẫu là bằng căn 8 nhân căn 8, rút gọn còn 1/2. Như vậy cos góc C bằng 1/2, suy ra góc C bằng 60 độ. Cos 60 độ 1/2, cos C bằng 1/2 thì C 60 độ. Được chưa? Ta đã tính được số đo góc C.